Mến chào quý vị và các bạn, Đạt cảm thấy trong lòng rất là vui khi các bạn quay trở lại kênh YouTube Đạt Bạch Channel. Trong video ngày hôm nay, Đạt chia sẻ cho các bạn cách báo giá cơ điện trong một công trình dân dụng và công nghiệp. Thì để thực hiện một cái báo giá chuẩn và chính xác thì các bạn phải có những cơ sở như sau. Thứ nhất là các bạn phải có được bản vẽ mặt bằng các bạn nha. Thứ hai, các bạn phải có một cái bản vẽ cơ điện VMI các bạn. Tuy là nó sơ sài nhưng mà các bạn cũng phải có để các bạn có một cái nền tảng để các bạn báo giá. Có một số anh em hỏi là nếu mà công trình không có bản vẽ, tại công trình dân dụng của chúng ta mà như nhà cấp 4 không có bản vẽ thì chúng ta phải báo giá như thế nào? Đó là câu hỏi rất là hay các bạn. Nhưng câu hỏi đó Đạt sẽ làm một cái video nó rõ hơn. Đạt sẽ mổ xẻ ra một cái video nhỏ để các bạn nắm rõ hơn cho các bạn báo giá hợp lý. Thứ nhất, hợp lý về bên chủ đầu tư và hợp lý về bên vấn đề thi công. Đó là một video Đạt sẽ cố gắng, Đạt sẽ làm cho các bạn. Chúng ta làm, chúng ta bỏ công sức ra chúng ta làm thì chúng ta phải thu lợi nhuận lại, hoặc chúng ta thu lại cái khoản bằng cái công sức chúng ta bỏ ra, bằng chất xám chúng ta bỏ ra. Chứ không phải chúng ta làm mà chúng ta chỉ biết được là chúng ta đi làm thôi. Thì lúc đó tôi nghĩ chúng ta làm cho 1-2 năm thôi các bạn ạ. Các bạn không thể làm nhiều hơn được nữa. Bởi vì lúc đó các bạn làm sức các bạn là không nổi đâu. Tôi nói thật, bởi vì tôi là người đã từng trải qua ba giai đoạn đó. Và tôi đã biết và tôi đang nói những cái kinh nghiệm và nói những kiến thức hiểu biết nhỏ bé của mình, trải lòng chia sẻ những kiến thức nhỏ bé của mình để cho các bạn hiểu. Chứ không phải là nói là tôi nói phép các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Đạt sẽ nói về các cách thức chuẩn các bạn. Các bạn phải đưa ra một cái giá cả hợp lý để các bạn làm thi công trên công trường. Thì ở trên thực tế bây giờ hiện tại cái giá cả thị trường nó rất là trôi nổi. Có nhiều khách hàng họ hỏi tại sao trong ngôi nhà của tôi nè, tại sao anh phải tính khối lượng mà sao tôi hay tính mét sàn, hoặc những anh thầu á hay tính mét sàn hoặc là tính khối lượng, thì các bạn nghĩ nó sẽ như thế nào? Tôi tin chắc rằng có nhiều chủ đầu tư và nhiều khách hàng của chúng ta đang mong chờ đưa ra những câu hỏi. Khi mà các bạn báo giá khối lượng thì nó phải đúng theo thực tế bản vẽ các bạn. Đó là áp dụng cho những công trường lớn các bạn, công trường trung lớn, và những công trình đó cái thiết bị nó quá nhiều các bạn. Còn đối với mét sàn là đối với những cái ngôi nhà dân dụng của chúng ta thôi. Thì cái ngôi nhà dân dụng chúng ta thì cái chức năng, cái công năng nó đều như nhau, thì chúng ta đưa ra một cái giá thị trường nó làm cái giá sàn các bạn. Còn những cái ngôi nhà dân dụng chúng ta mà thuộc dạng cao cấp thì nó sẽ có một cái giá khác nhau, khác cao hơn một chút hoặc thấp hơn một chút. Đó là những cái đó là mình uyển chuyển trong vấn đề thị trường. Thì trong video ngày hôm nay, Đạt sẽ cho các bạn ra một cái công thức các bạn. Có nghĩa là các bạn có một bản vẽ thì các bạn sẽ đưa ra được cái khối lượng. Cái khối lượng này là khối lượng vật tư các bạn nha. Từ khối lượng vật tư này các bạn mới đưa ra được cái giá nhân công. Và cái giá nhân công này các bạn suy ra thử cái mét sàn đó là bao nhiêu để cho nó vừa đủ và vừa hợp lý cả đôi bên để các bạn nhận được cái gói thi công đó. Thì Đạt cũng trải lòng chia sẻ cho các bạn những điều mà Đạt biết và những điều mà Đạt chưa biết sẽ học hỏi từ các bạn. Để Đạt cho các bạn xem một cái bản vẽ ở trên công trường các bạn, thì Đạt cũng đã từng làm ngôi nhà rồi đó. Thì Đạt sẽ làm một cái bảng giá nhỏ nhỏ, gọi là cái dự toán nhỏ nhỏ để cho các bạn xem và các bạn phải đúc kết ra những kinh nghiệm cho mình. Và nếu mà các bạn làm được cái nhỏ thì chắc chắn cái lớn các bạn sẽ làm y chang như vậy các bạn. Các bạn từ từ các bạn làm thôi. Thì Đạt cũng không để cho các bạn mất nhiều thời gian nữa và chúng ta đi vào vấn đề chính thôi các bạn nha. Đạt sẽ đưa cho các bạn xem hai bản vẽ của hai ngôi nhà khác nhau các bạn. Đây là một cái ngôi nhà cấp 4 có gác lửng. Thì ngày xưa cái này là Đạt làm từ 2012 các bạn. Thì lúc trước kia Đạt có làm công ty á, thì Đạt vẽ shop. Thì lúc đó về Đạt vẽ shop cho ngôi nhà nè, thì các bạn thấy đó. Thì cái đây Đạt vẽ chuẩn luôn các bạn nha. Thì lúc đó Đạt vẽ đầy, nếu mà các bạn bóc tách á, các bạn cái gần nhìn vào cái bàn vẽ đi ống này thôi, các bạn sẽ bóc tách ra tất cả các phụ kiện luôn, ống luôn, các bạn bóc ra rất là dễ các bạn. Đây là bản vẽ nước nha, đây là bản vẽ thoát nước cho tầng trệt nè, thoát nước tầng trệt nè, để cho bạn thoát nước tầng trên luôn. Đây là thoát nước ở tầng, đây là thoát nước ở vị trí tầng
lửng nè, đây này có một cái lửng ở trên này thôi. Thì nhà được hai toilet, toilet dưới và toilet trên. Và đây đường nước cấp nè các bạn nè, đường nước cấp nè các bạn, đường màu xanh đó là đường nước cấp. Thì có một máy giặt, một labo, một cầu, một phễu thôi. Thì nó cũng đơn giản, nhà đơn giản vậy ha. Thì nhà cấp 4 mà nó chỉ có vậy thôi. Và hệ thống chiếu sáng nè, hệ thống chiếu sáng này các bạn thấy đó, đó hệ thống chiếu sáng nè, đó các bạn thấy hệ thống chiếu sáng này nó cũng cực kỳ nhiều các bạn, mà thấy không? Thì nếu đối với giả sử như các bạn không biết thì các bạn cứ bóc tách ra hết mình bao nhiêu đèn nè, mình bao nhiêu đèn nè, và bao nhiêu loại đèn nè, và bao nhiêu công tắc nè, và bao nhiêu ổ cắm nè, nó thì các bạn phải bóc tách ra toàn bộ hết nha các bạn nha. Thì lúc đó các bạn bóc tách ra thành một cái bảng khối lượng vật tư, thì lúc đó các bạn bóc tách ra một cái bảng khối lượng vật tư. Thì Đạt chỉ cho các bạn coi sơ lược như vậy thôi. Thì Đạt cũng đã bóc tách ra rồi. Rồi Đạt cho các bạn xem một cái ngôi nhà nữa. Một cái nhà này là cũng lớn hơn một chút thôi. Thì nhà này là một trệt nè, một lầu. Nhà ngôi nhà này á là các bạn thấy hình ảnh đó, là một trệt, lầu 1 và lầu 2 các bạn nha. Thì chúng ta đi vào nhà chúng ta coi thử là nó bố trí như thế nào luôn các bạn. Đây là bản vẽ mặt bằng thôi. Mặt bằng thôi. Các bạn xem mình coi bản vẽ mây trước các bạn nha. Đây là mặt bằng bố trí hệ thống chiếu sáng các bạn à. Thì các bạn khi mà các bạn ra một bảng, một cái bảng khối lượng á, thì các bạn phải bóc tách hết bao nhiêu loại đèn và bao nhiêu đèn các bạn nha, và bao nhiêu công tắc, bao nhiêu cắm như mình nói từ đầu cái bản vẽ kia vậy đó. Thì mình sẽ làm trong video tới. Đây là Đạt cho các bạn xem thôi. Video tới Đạt sẽ bóc tách cái này ra hết và Đạt sẽ áp giá vào nó bao nhiêu tiền mà chúng ta quy đổi qua những đơn vị tiền khác nhau nha các bạn, để các bạn nắm rõ. Thì Đạt hôm nay Đạt cho các bạn xem đó, xem kỹ đó, xem đây là bản vẽ DJ nè. Và các bạn phải có biết, các bạn thi công bạn phải biết đường ống thế nào để các bạn đong đếm đo lường những đường ống và những mét dây ở trên sàn nè. Đây mình chỉ đèn các bạn, Đạt cho các bạn, đây mình chỉ tầng 1 nè, đèn tầng 1 nè, cái đèn trệt đèn tầng 1 nè, đây đèn tầng 2 nè các bạn ha. Đây là cấp nguồn nè các bạn, thấy ở tầng trệt các bạn, cái nhà nhỏ xíu xíu thôi. Cái nhà của mình ở đây là nhiêu, có 11 mét nè và 4 mét rưỡi vậy nha, 11 mét và 4 mét rưỡi. Nhưng mà cái nhà này thì nó tới 4 tủ điện tầng trệt, 4 tủ điện các bạn thấy không, 1, 2, 3, 4 tủ điện luôn. Mình cho các bạn xem. Rồi tầng 1 nè, tầng 1 mình có 2 cái tủ điện, một tủ điện lớn và một tủ điện nhỏ ngoài các bạn. Và tầng 2 nữa có một tủ điện nữa. Các bạn thấy tủ điện kinh khủng các bạn, nhà xíu xíu mà hệ thống điện cực kỳ lớn luôn. Thì Đạt cho các bạn xem thôi, xem sơ lược thôi các bạn, rồi Đạt sẽ bóc tách ra, Đạt sẽ chỉ cho các bạn để Đạt dẫn các bạn tới cái mặt cắt nha. Đây là cái mặt cắt nha các bạn. Đó thì các bạn dễ mặt cắt này, nó y chang các bạn à. Đó là mặt cắt nè. Đây là chỉ cho các bạn cái mặt cắt đó. Thì đó mặt cắt của cái nhà nè, nó y chang vậy nè. Đó, thì cái nhà này là các bạn thấy không? Đường điện người ta đi ở trên trần và đi xuống thôi, người ta không cho ở dưới đi lên các bạn nha. Cho nên khi mình làm mình phải chú ý những cái phương án, mà cái phương pháp mà bên chủ đầu tư người ta đưa ra để mình đi ra khối lượng dây nó đúng các bạn, đưa ra khối lượng ống đúng các bạn. Đến đây là Đạt xem cho các bạn xem những điều cơ bản rồi đó. Thì Đạt sẽ bóc tách những khối lượng này thành một cái bảng khối lượng, rồi sau đó Đạt áp giá vào để đưa, Đạt sẽ áp giá vào và đưa ra những cái quy chuẩn tốt để cho các bạn nắm được và các bạn áp dụng những công trường khác. Nhưng đây là Đạt đưa ra những cái quy giá chuẩn thôi cho các bạn thôi, còn các bạn muốn áp dụng công trường khác thì các bạn
phải nhân với cái hệ số hao hụt nha các bạn nha. Các bạn nhân với cái hệ số trượt thời gian và các bạn nhân với cái hệ số quản lý thì các bạn mới đi ra được một cái bản dự toán chính xác trong thị trường hiện tại bây giờ. Nếu các bạn không nhân thì các bạn nhận một cái các bạn lỗ các bạn nha. Và các bạn khối lượng đó nó như thế nào để chúng cho các bạn xem luôn. Mình sẽ đưa ra một cái bản khối lượng y chang như thế này nè. Và sau đó mình áp giá cả vật tư và nhân công vào cái bản này và mình đưa ra một cái giá chuẩn cho các bạn xem, cùng xem. Và các bạn nào muốn có một cái bản này á thì các bạn muốn có thì các bạn cứ comment bên dưới video á, mình sẽ gửi cho các bạn nha. Các bạn cứ comment bên dưới video. Đây là một bản cùng một bản rồi, cũng công trình lớn nè các bạn. Đây mình làm từ 2012 các bạn. Nên là các bạn thấy không? Đèn hình quang là bóc tách hết tất cả các bạn thấy không? Rất là chi tiết luôn các bạn ha. Đây là bản vẽ điện nè, rất là chi tiết các bạn ha. Để đi cho các bạn xem. Các bạn xem ở đây là cái giá chuẩn các bạn nha. Thì mình cũng nói từ đầu đó, để các bạn xem lại một lần thôi. Và mình coi thử nó là thì đó, Đạt cũng cho các bạn xem những cái bản khối lượng thế này. Thì Đạt sẽ làm một cái bản khối lượng từ hai ngôi nhà kia. Đạt sẽ cho ra một cái bản giá. Bắt đầu chúng ta phải so sánh như thế nào và chúng ta đưa ra một cái giá ở thị trường để chúng ta cần để chúng ta thi công cho nó tốt. Và ở đây chúng ta thi công là chúng ta thi công chính xác, hợp lý, chứ không phải là chúng ta thi công tào lao nha các bạn nha. Các bạn nên nhớ. Đạt có sẽ làm bản khối lượng này và chia sẻ cho anh em tiếp tục nha. Từ nãy giờ Đạt cũng trải lòng chia sẻ những kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình để cho các bạn hiểu rõ hơn, các bạn có những cái hướng đi tích cực hơn và để cho những khách hàng của Đạt hiểu rõ hơn và đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Thì các bạn nào quan tâm, các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn nhẹ vào cái chuông để có được những thông báo video mới tiếp theo nha các bạn. Thì Đạt cũng kết thúc video tại đây. Và mình là Đạt Bạch CN. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn trong video mới tiếp theo.